Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã trở đến với chợ ô tô số 1 Mê Linh. Và đặc biệt thì hôm nay em giới thiệu với quý vị và các bạn là một cái mẫu xe Hyundai Getz. Và đặc biệt thì có hai màu khác nhau, và đặc biệt là có hai cái kiểu xe, tức là số sàn, số tự động cho quý vị và các bạn. Đủ sức lựa chọn hai cái mẫu xe cho quý khách hàng nào yêu thích cái dòng Hyundai Getz như trên. Thì xin giới thiệu các bạn, đây là con Hyundai Getz thì đã có video rồi, đời 2008, tư nhân một chủ từ đầu. Và chiếc thứ hai là chiếc em làm video cụ thể chi tiết là con Hyundai Getz đời 2009, tư nhân chính chủ, và chiếc xe mang màu sơn là vàng cát và trang bị mâm đúc là mâm đúc màu đen và trang bị đúng lốp, đúng mâm cho quý khách hàng. Thì xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái mẫu xe mà bên em tuyển về rất là đẹp cho quý khách hàng. Và xin giới thiệu với anh chị và các bạn, thì bên em, anh chị nào quan tâm những chiếc xe này, và đặc biệt bên em sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng là xem xe tại nhà quý khách hàng nhé. Đó, hỗ trợ cho quý khách hàng xem xe tại nhà. Nếu anh chị nào mà quan tâm xem xe, anh chị không có điều kiện đi xem xe, thì anh chị đến điện cho em, là báo cho em và gọi cho em chốt lịch, thì em sẽ cho quý khách hàng xem xe tại nhà và miễn phí xem xe tại nhà trong bán kính là tầm 30 đến 50 km các bạn nhé. Và cái bán kính hơn 50 km trở lên thì đó là xa, đến 100 km hoặc hơn 100 km thì quý vị và các bạn nào hỗ trợ tiền phí đi lại đi đường cho vài tiền xăng cho bên em. Và em sẽ đánh tên tận nhà cho quý hàng là xem xe. Anh chị là xem xe, nếu mà chốt được thì chúng ta không mất phí, còn nếu không chốt được thì các bạn trả phí cho chúng em để chúng em về các bạn nhé. Đó là linh động, hoạt động rất là cởi mở cho anh chị và các bạn. Anh chị nào quan tâm xe thì liên hệ cho em. Và bây giờ em sẽ vào video cụ thể chi tiết ở cái chiếc xe là Hyundai Getz đời 2009 cho quý khách hàng. Thì xin giới thiệu các bạn, đây là một con Hyundai Getz đời 2009 mang nước sơn là màu vàng cát quý vị và khách hàng nhé. Nước sơn màu vàng cát thì nó được trang bị mâm đúc là 10R14 các bạn nhé. R14 đó, đúng đời mua mâm không bị ảnh hưởng gì các bạn nhé. Chỉ sợ nhất là chúng ta là độ cao, độ mâm lên R15 mà nó kia không thì không sợ các bạn nhé. Còn con này thì cua lốp của xe nó còn nguyên bản hết các bạn này. Đấy, cua lốp nó còn zin các bạn nhé. Đó, cua lốp nó còn nguyên bản. Đấy, gầm bệ rất là đẹp. Đấy, còn nguyên hết từ đáy gầm. Đấy, và các bạn quan sát từ ba bô lê của cua lốp, cua ba bô lê của xe đây, nó vẫn còn đẹp, zin hết các bạn nhé. Đó, anh chị nào mà quan tâm những chiếc xe Getz bên em tuyển về khá là chất lượng cho quý khách hàng thì quý khách hàng là liên hệ cho em ngay để sở hữu một cái xe đẹp. Em nói là đẹp, và chất lượng thì nó cũng thuộc dạng không phải là xuất sắc. Xuất sắc thì không, nhưng mà nó là hàng khá các bạn nhé. Hàng khá đến tại thời điểm này bên em tuyển về là hàng khá cho khách hàng. Và cái chiếc xe này thì em giới thiệu các bạn là bên em đang trao bán cho quý vị và các bạn chiếc xe này là cửa tiền là 159 triệu các bạn nhé. 159 triệu, giá rất là hợp lý cho quý khách hàng. Nếu quý khách hàng nào mà chốt được chiếc xe này liên hệ cho em ngay. Và các bạn lưu ý, chiếc này của bên em tuyển là không taxi, không khoan đục các bạn nhé. Đấy, anh chị yên tâm là không taxi, không khoan đục. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn đây. Và thế nào là không taxi, không khoan đục thì chúng ta sẽ cảm nhận được một chiếc xe. Đây, túi khí zin các bạn nhé. Túi khí zin, điểm lỗ ra đây các bạn nhé. Túi khí zin đây, đó các bạn nhé. Túi khí zin. Và con này, chiếc xe này thì người ta lắp một cái đầu của dòng Toyota, âm thanh nó rất là hay các bạn nhé. Đấy, đặc biệt dòng này đầu này âm thanh rất hay. Đó, anh chị nào quan tâm xe đẹp và chất lượng ở cái phân khúc là Getz thì các bạn liên hệ cho em ngay, là chiếc Getz này đáng để cho các bạn lưu ý và quan tâm các bạn nhé. Đáng để cho chúng ta quan tâm một chiếc xe Getz nó đẹp và keo chỉ zin các bạn nhé. Đóng cửa rất là êm. Đó, gương kính chỉnh điện cơ kính này, đây các bạn này, đây các bạn này, không khoan đục không một tí nào các bạn nhé, không khoan đục một tí nào. Đó, đặt xe không dịch vụ các bạn nhé, đẹp hết ý, keo chỉ zin hết các bạn nhé. Đó, keo chỉ zin hết này, và người ta dán cái rong thôi các bạn nhé, rong cửa thôi đấy, để chống bụi với cái âm, chống ồn các bạn nhé. Đó, anh chị nào quan tâm chiếc xe này liên hệ cho em ngay để sở hữu xe khá là chất lượng và cũng là đẹp các bạn, nó không bên nội đấy, cho quý khách hàng luôn. Đó, anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ ngay cho em để sở hữu xe. Một chiếc xe cứng cáp đẹp và được trang bị là lipo ở phía sau. Đó các bạn nhé. Với chiếc xe này thì em nói với các bạn là nó được trang bị động cơ là 1.1
xăng ăn thì các bạn biết là rồi, nó ăn ít rồi đúng không ạ, ăn rất là ít các bạn nhé. Đấy, mọi thứ thì nó rất là đạt theo tiêu chuẩn của Hàn rồi, cho nên là nó đồ rất là bền. Các bạn nào đã từng sử dụng ghét rồi với lại cái đặc Molin rồi, các bạn biết rồi, đồ nó phổ thông. Nhiều các bạn còn hỏi là đồ nó có dễ sửa không, cái loại này thì nó là phổ thông nhất trong những cái gì trong cái hàng phổ thông của phân khúc A rồi các bạn nhé. Đấy, phân khúc A thì cái loại này nó là phổ thông các bạn ạ, nên là khi chúng ta đi hoặc cần sửa chữa bất cứ lúc nào ở vị trí nào đi lại thì chúng ta sửa chữa đơn giản các bạn ạ, đơn giản thôi đó, rất là đơn giản đó các bạn nhé, rất là zin thôi. Đấy, nguyên bản các bạn nhé. Đó, một chiếc xe đẹp thế này thì với cái cửa tiền lanh quanh hơn 150 triệu mà chúng ta sở hữu một chiếc xe này, các em nó khá vừa phải đấy các bạn ạ, nó khá vừa phải các bạn nhé. Đó, để em vặn nhỏ đà đây, cái này tab lô toli của nó rất là đẹp đây các bạn nhé. Đấy, tab lô toli đẹp các bạn này, đó rất là đẹp đây, cái này đều được nhúng vân gỗ hết các bạn nhé. Đấy, đây nó nhúng vân gỗ hết các bạn nhé. Đấy, chủ người ta lắp thêm được đôi tép này rất là hay này các bạn này. Em vặn nhỏ con này, âm thanh to quá. Đấy, đấy các bạn nhé, đấy, rất ok. Đó, loa hay, dòng này loa rất là hay các bạn ạ. Và đặc biệt các bạn nào muốn nghe hay thì các bạn cứ lắp cái đầu Toyota này, mình không cần lắp hàn hình chẳng hạn thì âm thanh nghe rất hay các bạn nhé. Đấy, nó có cổng, cả cổng USB, cổng aux các bạn nhé, cổng USB aux đầy đủ và đĩa. Đây, con này đang chạy đĩa các bạn nhé, thì âm thanh nó rất là hay. Đó, và bây giờ em sẽ chỉnh xem là phần bắt ép lên có hay không các bạn nhé. Để em thử chỉnh các bạn này, giờ này, Bluetooth này, không phải kha này. Đấy, không phải rồi. Đấy các bạn nhé, cái rất là ok. Đó, và con này mọi cái còn đồ còn gì hết này, ở vô đang củ số mọi cái đây các bạn nhé. Đấy, em đang gọi thì đang có khách gọi các bạn nhé, ba bạn thông cảm một chút để tắt đây các bạn nhé. Đó, một cái gì hết này, đồ đạc rất là chuẩn các bạn nhé, tay mở còn nguyên. Đấy, và sơn của xe khá là đẹp các bạn này, mỏng, thân vỏ mỏng tanh các bạn nhé, không qua đục không dịch vụ các bạn nhé. Các bạn lưu ý là không qua đục không dịch vụ đây, từ cái tabi từ cột của xe là không có đục đẽo một tí nào cả các bạn nhé. Đó, anh chị nào quan tâm xe đẹp và chất lượng thì các bạn liên hệ cho em ngay. Đó, gầm bệ chắc, máy số ngon các bạn, con này có đẹp hay không chúng ta quan tâm. Đấy các bạn, đẹp không? Đấy các bạn, xin hết này các bạn này, đẹp tuyệt vời các bạn nhé. Đó, một chiếc xe như này đáng để chúng ta quan tâm, và đặc biệt cái màu vàng cát là màu rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, chị nào thích xe đẹp và màu vàng cát đẹp thì các bạn liên hệ cho em ngay để sở hữu xe. Đó, một chiếc xe đẹp đây các bạn này. Đó, anh chị nào quan tâm thì liên hệ ngay cho em để sở hữu xe. Đấy, trần rất là đẹp đây các bạn nhé. Đó, trần đẹp đây các bạn này. Và bây giờ thì em sẽ nổ máy để cho các bạn kiểm tra mọi thứ xem hoạt động có ok không. Đây các bạn nhé. Đấy, xe chạy có 12 vạn chuẩn các bạn nhé, 12 vạn chuẩn các bạn này. Đó, và em sẽ chỉ kiểm tra cho các bạn là gương kính chỉnh điện xem. Đấy, đấy các bạn nhé, ok, rất là được rồi. Đó, vào đây. Đó các bạn nhé, mọi cái lên xuống rất là hợp lý và chuẩn đét các bạn nhé. Đó, nếu anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em ngay. Đây, túi khí của nó vẫn còn zin đây các bạn nhé. Túi khí zin thì bao giờ các bạn quan sát là ghế, các bạn chỉ thử nha để biết này. Đó, cái điểm lỗ bao giờ nó nhấn xuống đi này các bạn nhé, nó sẽ vòng chạy vòng vòng ra đây, vòng ra đây, vòng ra đây các bạn nhé. Điểm lỗ khi túi khí nó bung là sẽ lỗ, thế nó sẽ bung ra ôm vào mặt chúng ta các bạn nhé, và ôm vào ngực chúng ta. Đó các bạn này, mọi cái hoạt động rất là tốt rồi. Đó, vô lăng củ số đẹp đây các bạn nhé. Đó, cà tàn vẫn còn các bạn nhé. Đấy, anh chị nào thích xe đẹp và chất lượng các bạn liên hệ đây. Đó, và đây thì em sẽ cho các bạn kiểm tra đến phần máy các bạn nhé. Máy nó đây thì các bạn quan sát này, đèn pha rất là đẹp đây các bạn nhé, sáng sủa. Đấy, đèn gầm thì đèn gầm zin các bạn nhé. Đấy, đèn gầm zin theo xe, đèn pha thế này các bạn này. Đó, các bạn quan sát này. Đấy, rất là đẹp đây các bạn này. Đây, quan trọng này, cái đèn gầm rất là đẹp đây các bạn này, đèn gầm zin của nó các bạn nhé, ma đèn Korea đây các bạn này. Đó, đèn gầm zin, những chiếc xe còn đèn gầm mà đẹp như này là tuyệt vời đấy các bạn ạ. Đó các bạn này, đây đèn, đèn xịn nó đây. Đấy, biểu tượng Discovery, chủ người ta dán thêm các bạn nhé, đăng kiểm của nó đến tháng 7 các bạn nhé, tháng 7 năm 23 các bạn ạ. Đó, anh chị vào quan tâm được chiếc xe mà ghét nó ở cái cửa tiền vừa phải
là cửa tiền dưới 160 triệu thì chúng ta liên hệ ngay cho em để sở hữu ngay con Hyundai Getz này các bạn nhé. Và bây giờ thì em giới thiệu cho quý vị và các bạn đến phần máy của xe. Thì quý vị và các bạn, qua trước tiên chúng ta quan sát phần răng đầu của xe là nó còn nguyên bản, răng đầu zin các bạn nhé, răng đầu zin theo xe, mọi cái còn nguyên, tem còn nguyên đấy. Tai đèn của xe và máng nước của xe nó cũ theo thời gian thôi nhưng nó còn nguyên đấy. Mọi cái cabo của xe còn zin nguyên bản theo xe đấy các bạn nhé. Đó, và máy thì máy nguyên các bạn nhé. À, nhiều các bạn hỏi em đây là cái gì thì đây em trả lời các bạn này. Nhiều bác chủ bác sáng kiến ra đó là cái cách đuổi chuột các bạn ạ. Cái cách đuổi chuột thì đây chính là cái chai dầu gió các bạn nhé. Các bạn lưu ý đây là chai dầu gió. Bác chủ bác sáng tác ra là chai dầu gió để đuổi chuột các bạn ạ. Đây, cái chai dầu gió, hai chai dầu gió đuổi chuột để cho chuột đỡ vào khoang máy các bạn nhé. Đấy, người ta đỡ ở đây, cho nên là chúng ta nhìn thấy không có chuột ở đây các bạn ạ. Đấy, không có chuột ở đây các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, chiếc xe rất là đẹp như này mà không có chuột. Đấy, các bạn yên tâm này. Đó, chân máy chủ vừa thay. Đấy, chân máy vừa thay, cho nên máy đi không bị gằn gú gì các bạn nhé. Đó, anh chị quan tâm này, xe rất là nổ, máy rất êm các bạn này. Đấy, máy không có hơi thừa. Các bạn lưu ý là máy không có hơi thừa một chút nào các bạn nhé. Đấy, các bạn này. Và cửa tiền như vậy thì con này khá là ok rồi các bạn ạ. Máy đây, máy rất ngon. Máy rất ngon các bạn nhé. Đó, anh chị nào quan tâm cái cửa tiền anh quanh hơn trăm mà được cái xe như này, chất lượng ở cái phân khúc A, đó là Hyundai Getz như này, thì quý vị và các bạn liên hệ ngay cho em để sở hữu em nó. Và một cái mẫu xe mà được rất nhiều khách hàng ưa chuộng đó là Getz. Người ta thường hay nói là nó lồi đồng, cối đá, phá không hỏng. Thì đặc biệt đây là một cái mẫu xe mà lồi đồng, cối đá, phá không hỏng thực sự các bạn nhé. Thực sự luôn. Đó, nó thực sự là lồi đồng, cối đá, phá không hỏng các bạn nhé. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn ở phía sau một chút. Sau đó em sẽ kết thúc video ở con này cho quý khách hàng. Và sau đó em sẽ giới thiệu sơ lược qua con số tự động này cho quý khách hàng. Con này đời 2008 các bạn nhé, xe một chủ từ đầu. Hyundai Getz thì con này nó zin, là zin tuyệt đối các bạn nhé. Một chủ zin tuyệt đối luôn. Anh chị nào mà quan tâm con Getz số tự động mà đẹp như con này thì bao giờ cái số tự động thì bao giờ nó cũng sử dụng là ít hơn so với số sàn các bạn nhé. Đó thì các bạn hiện cho em. Và số sàn thì cái thiên chức người ta là còn kiếm tiền. Thứ nhất là còn về nhà, tuy đi gia đình nhưng vẫn còn phải có trách nhiệm là kiếm thêm tiền xăng, tiền cộ, tiền đi lại cho gia đình. Đó, cho nên cái số tự động là nó nhàn hơn số sàn. Và số tự động thì người ta được ví như là người con gái. Người con gái là đẹp, còn người con trai thì được ví như là chiếc xe số sàn. Đấy, rất khỏe mạnh và chắc chắn. Đấy, luôn luôn đi tìm kiếm cái gì đó cho một gia đình nhỏ. Đó các bạn này. Thì đây là cái chiếc xe này là người con gái. Số tự động là người con gái xứ Hà. Còn chiếc này đó là người con trai xứ Hà các bạn nhé. Anh chị nào mà quan tâm tới cái mẫu xe này bên em thì các bạn liên hệ ngay để sở hữu xe các bạn nhé. Đó, và một lần nữa em xin cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn đã xem video ở cái phân khúc là Hyundai Getz bên em. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.